Này thiện hiện, nhãn thức giới chẳng hoại không, không chẳng hoại nhãn thức giới. Nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng hoại không, không chẳng hoại nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, nhãn xúc chẳng hoại không, không chẳng hoại nhãn xúc. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng hoại không, không chẳng hoại nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng hoại không, không chẳng hoại các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng hoại không, không chẳng hoại các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, địa giới chẳng hoại không, không chẳng hoại địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới chẳng hoại không, không chẳng hoại thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, nhân duyên chẳng hoại không, không chẳng hoại nhân duyên. Đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng hoại không, không chẳng hoại đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, các pháp từ duyên sanh ra chẳng hoại không, không chẳng hoại các pháp từ duyên sanh ra. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, vô minh chẳng hoại không, không chẳng hoại vô minh. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng hoại không, không chẳng hoại hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa chẳng hoại không, không chẳng hoại bố thí ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự. Bát nhã ba la mật đa chẳng hoại không, không chẳng hoại tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không.